Thưa quý vị, khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo là chương trình rất ý nghĩa và nhân văn, góp phần mang lại ánh sáng cho những người cao tuổi không may bị các tật về mắt nhưng không có điều kiện để chữa trị. Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Phú đã phối hợp với các đơn vị thực hiện chương trình này đã mang lại đôi mắt sáng cho hàng ngàn người dân ở địa phương. Đây là một chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người già có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú do Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với các đơn vị tổ chức. Hơn 100 người đến khám các bệnh về mắt. Hiện nay, người già mắc các bệnh về mắt khá phổ biến. Tuy nhiên, ở khu vực nông thôn, địa phương vùng xa như Tân Phú, thì nhiều người không có đủ điều kiện để thăm khám thường xuyên, cũng như chữa trị kịp thời. Do vậy, những chương trình như thế này là cơ hội giúp họ tìm lại được ánh sáng. Bản thân tôi thì có hai con mắt thì bị mờ, đi lại gặp khó khăn. Nghe tin này tôi rất mừng và được Hội Chữ thập đỏ thông báo để đi, tôi đã đăng ký và được đến đây nghe ra Trung tâm Y tế huyện Tân Phú để được đón tiếp nồng nhiệt và chân thành. Tôi mở, tôi không biết gì hơn, xin rất chân thành cảm ơn. Mười mấy năm mà bị hạt cát nó văng hư cái giáp mặt, bị nhỏ thuốc cái lỏng nó hư giáp mặt, và sau lên điều trị ở bệnh viện Sông Bôn là sau này là nó kêu là điều trị tiếp là phải tốn tiền nhiều, tôi không có đăng làm nữa. Chương trình mổ mắt hàng năm thì Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Phú tiến hành mổ mắt một đợt, dự kiến tới 150 ca. Từ năm 2010 đến nay thì đã tiến hành tổ chức được 1.216 ca mổ mắt cho người nghèo, đã khám trên 5.000 lượt người được khám về mắt, trị giá trên 2 tỷ đồng. Đây là hoạt động từ thiện rất thiết thực và có ý nghĩa nhân đạo, góp phần mang lại ánh sáng đôi mắt cho nhiều người dân ở địa phương, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ thuận lợi trong sinh hoạt thường ngày, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.